Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của Di Chú. Và chiều hôm nay ngày 8 tháng 8, ngày thứ 5 mà chúng tôi có mặt ngay tại đại lộ Bonsa. Chúng ta biết là đến tới ngày 5 tháng 11 là cũng gần 90 ngày nữa là chúng ta có ngày bầu cử ngồi cái vị trí là bầu cử của Tổng thống Hoa Kỳ, thì cũng có những cái vị trí của thượng nghị sĩ, hạ viện của liên bang, tiểu bang, rồi thành phố, cấp thành phố các bạn, và cả vị trí giám sát viên, và trong đó có những vị trí của những người Việt cạnh tranh với nhau, rồi những người Việt và những sắc dân khác cũng cạnh tranh với nhau, những vị trí khác nhau. Và chúng ta thấy vị vô là thấy những cái bản tranh cử của ông luật sư Jimmy Phạm là của Đảng Dân chủ trong vị trí dân biểu hạ viện của tiểu bang California. Ông Jimmy Phạm là đối thủ của ông Chí Tạ. Đây là ngay Lee Sang-wis, Jimmy Phạm, ứng cử Jimmy Phạm, và đây là cô Thu Hà Nguyễn. Tao hôm lấy sợ đây nàng cặc luôn. Đây Philip Nguyễn. Philip công cặc. Và Derek Trần, Derek Trần cho vị trí của hạ viện của tiểu bang, hạ viện của liên bang. Đây là trước Phước Lộc Thọ, chợ Phước Lộc Thọ. Chúng ta sẽ thấy những cái bảng bắt đầu đã có những cái bảng tranh cử của những vị trí khác nhau. Phía trước Phước Lộc Thọ đó là khu chợ Á Đông. Chúng ta thấy có những cái bảng tranh cử khác nhau. Và đây là một cái chiêu cũ của bà Mrs. Steele, đã đảo cộng sản. Rồi chúng ta sẽ trở lại nói về bà Mrs. Steele. Ông bà Mrs. Steele tranh cử là đối thủ của ông Derek Trần, luật sư Derek Trần của Đảng Dân chủ. Chí Tạ cho vị trí dân biểu hạ viện của tiểu bang California là ứng cử lại các bạn. Ông Chí Tạ hiện giờ là đương kim, nhưng mà nhiệm kỳ chỉ 2 năm thôi. Ngoài ra bà Mrs. Steele cũng có một cái bản khác, nhưng mà bản này thì nói về giảm lạm phát và giảm thuế. Đây là bà Janet Nguyễn cho vị trí của supervisor quận Cam. Đối thủ của bà Janet Nguyễn là một người mẹ. Đây là ông Jimmy Phạm, luật sư Jimmy Phạm là đối thủ của ông Chí Tạ, hai bên. Và đây là ông Nguyễn Quốc Lân tranh cử cho vị trí của thị trưởng của thành phố Garden Grove. Jimmy có hai bạn ở đây. Các bạn, đây là bảng của bà Mrs. Steele. Bà Mrs. Steele là thuộc Đảng Cộng Hòa và là bà tái tranh cử cho vị trí dân biểu của liên bang tại Hạ viện Hoa Kỳ. Những tưởng là cái chiêu trò cũ này của bà Mrs. Steele sẽ không có lặp lại trong cuộc bầu cử này, so với cuộc bầu cử 2020 thì bà Mrs. Steele lại tái sử dụng cái này để cách là chụp mũ, đúng không bạn, chụp mũ cộng sản, đảng cộng sản. Bầu cử là đến mùa bầu cử, đưa cái bảng ra thì chủ yếu là cái gì, đánh vào cái phe bây giờ bà chửi động là đảng cộng sản, thì
là chửi ai? Chửi cái người mà đối lập, là đối thủ của mình, là ông luật sư Đại Đức Trần. Đây là một cách làm rất là bị ổi và vô liêm sỉ mà chính những người trong cộng đồng ở đây họ cũng cảm thấy rất là bất bình với cái cách mà cái chiêu trò này gọi là quá mắc dạy. Bà Mỹ Siêu cũng đừng ký cho ông Hà Hồng Sơn những cái người mà ở bên cộng sản những cái bằng khen rồi đó, nhưng mà bà ta chỉ được cho là bà nội đó, bà nội của cái đám đó, chỉ là người mà đứng đầu á, mà trong cái đám này á là bà Mỹ Siêu, bà này đứng đầu trong cái nhóm của Đảng Cộng Hòa, của Đám Chí Tạ, rồi Trần Thái Văn. Và bà này á, trong cái những tuần trước và tháng trước, trong sự kiện của ông sư Thích Minh Tuệ á, thì cũng đã viết thư lên Quốc hội Hoa Kỳ 2 lần để tố khổ Việt Nam, để tố là Việt Nam đàn áp ông Thích Minh Tuệ, không cho đi hành khất, rồi đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Và chúng ta thấy rõ ràng điều đó không có thực tế, không có sự thật. Ông Thích Minh Tuệ vẫn được đi hành khất, vẫn được tự do tu tập, và những cái việc làm của ông bà Mỹ Sê Tiêu và cái đám ở dưới cố vấn cho bà ta thấy là một cái hình thức mà lấy điểm trước bầu cử, nhưng mà toàn là ngụy tạo và không nói lên sự thật thực tế trong cái câu chuyện của ông Thích Minh Tuệ, rồi của ông một cái nhân vật khác là Ibas, một người mà Việt Nam đưa vào bản án là có liên quan đến vụ khủng bố của Đắk Lắk và đang chờ Thái Lan dẫn độ về. Thì bà Mercedes cũng viết thư đòi Thái Lan phải thả ngay lập tức. Tuy nhiên những cái việc như này không có hiệu quả, Thái Lan cũng không có nghe lời của bà, hay là Hạ viện Hoa Kỳ có đến 435 dân biểu, thì một người viết thư đưa ra để trình ra thì nó cũng chỉ là cái cách để bà ta câu phiếu, để câu cái sự chú ý của những người mà đặc biệt là những người ở trong cộng đồng ở đây, một số người lớn tuổi, những người mà còn có sự thù hằn đối với chính quyền cộng sản Việt Nam á, thì họ nhưng mà trong cái giai đoạn này, bây giờ thời điểm này nhiều người đã nhận thức ra rồi, giống như Chiếu Khuy này, những cái cuộc bầu cử khác tự cho mình là nạn nhân cộng sản rồi kêu hô hào bầu ngày người kia. Tuy nhiên cái thời điểm này bây giờ người mới biết ra, rồi mọi người cũng biết là Chiếu Khuy là một chống công cụ kiếm cơm, cũng như là kiếm cơm thôi chứ không có là cái nước tưởng này hết. Mà chúng ta thấy rõ ràng là cái chui trò quá bẩn thỉu trong cái cuộc bầu cử, những cái cuộc bầu cử lần trước của bà Minister, và lần này chắc chắn bà Minister sẽ nhận được cái phản ứng ngược của những người Việt ở đây, khi mà với chi trò với một người luật sư cũng như là một người người gốc Việt sinh ra tại Mỹ, luật sư đấy rằng sinh ra tại Mỹ và là cũng là con của những người vượt biên, những người Việt gốc Việt vượt biên từ những năm 1900 sau năm 1975, thì ông Đại Đức Trần cũng là một người gốc Việt mà là của thế hệ của gọi là sau năm 1975, sau chiến tranh. Thì chiến dịch chụp mũ này sẽ gây tác dụng ngược đối với bà Mr. Siêu. Đây là một số thông tin tại Little Sài Gòn chiều và ngày hôm nay, ngày 8 tháng 8, giai đoạn 90 ngày, gần 90 ngày trước bầu cử của Hoa Kỳ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ngay đã bạn những người dân cử thì bên đây cạnh đó chúng ta cũng thấy quanh quẩn đó vô xa những người mà vô gia cư, những người homeless đi đầy đường ở đây. Một cái phản ánh thực trạng ngay tại Mosa Westminster.